Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo 13 trên 13 huyện, thị thành lập các khu cách ly tập trung. Những địa điểm được chọn làm nơi cách ly là trạm y tế, các trường học cũ, bệnh viện. Thế nhưng, tại bãi biển xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, nơi có khách sạn Hanvet, với đầy đủ tiện nghi, anh Nguyễn Xuân Phúc, giám đốc khách sạn này đã tình nguyện đóng cửa kinh doanh để làm điểm cách ly cho những người con quê hương trở về từ các nước có dịch COVID-19. Các phòng cách ly được bố trí tại các căn phòng có từ 1 tới 3 giường ngủ tươm tất, sạch sẽ, với đầy đủ tiện nghi như tivi, phòng vệ sinh khép kín, tủ quần áo và bộ bàn ghế bằng gỗ. Thì nơi ăn chốn ở và nói chung các nhân viên mà là giúp đỡ gia đình, ông bà cùng với cháu và mọi người ở đây. Thì trong cái sinh hoạt cũng như là ăn uống, cũng như là hàng ngày phun thuốc và đo thân nhiệt, thì gia đình là cảm thấy là rất chi là tốt. Đợt cách ly diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3, nhưng trước đó, anh Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón 16 người, gồm 10 người trở về từ Hàn Quốc và 6 người thân đi cùng. Không chỉ dành toàn bộ khách sạn Hanvet để làm nơi cách ly miễn phí cho con em quê hương từ các vùng dịch trở về, anh Phúc còn bỏ tiền để thuê 5 nhân viên, hàng ngày cùng anh và lực lượng chức năng túc trực tại khách sạn để kịp thời giúp đỡ những người cách ly khi cần thiết. Chúng tôi ý thức được một điều rằng cái dịch bệnh này rất là nguy hiểm đến cộng đồng. Nên là một đơn vị đóng trên địa bàn huyện Nghi Xuân thì chúng tôi đã quyết định dùng cái cơ sở là khách sạn của mình đóng cửa 15 ngày để đón nhận một số người ở bên nước ngoài về, cụ thể là bên Hàn Quốc về để cách ly tạm thời họ, để theo dõi sức khỏe của họ. Và chúng tôi đã lường trước được mọi tình huống xấu nhất có thể là ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định thực hiện để chung tay vào cái sự nghiệp gọi là đẩy xa cái dịch bệnh. Được biết, trong thời gian anh Nguyễn Xuân Phúc lấy khách sạn làm nơi cách ly nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thì một số người dân sống gần đó cho rằng anh gàn dở, tự rước họa vào thân và cho những người xung quanh, thậm chí có người còn chửi bới, đe dọa. Trong thời điểm có người dân cách ly tại khách sạn, anh không dám đi ra ngoài. Khi được hỏi về sự đồng hành của mình trong công cuộc tiếp theo chống lại dịch COVID-19, anh Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Nếu từ thời điểm tiếp theo mà bên chính quyền cũng như là bên ban phòng chống dịch của tỉnh bảo đảm được cái vấn đề vệ sinh dịch tễ cho bà con ở xung quanh cũng như trên địa bàn, thì chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng cống hiến để góp phần nhỏ của doanh nghiệp vào cái sự bình an của mọi người. Chúng tôi như vậy là được huyện giao là một cái địa bàn, tức là lựa chọn cái địa điểm để cách ly tập trung. Thì đóng trên địa bàn chúng tôi là có cái khách sạn Hanvet, và đặc biệt là anh Phúc là người gọi như là chủ, tức là quản lý ở cái khách sạn này. Người này đã trực tiếp có như là liên hệ với chính quyền các cấp và tạo mọi điều kiện để như vậy là đưa những người như vậy là con em mà ở nước ngoài vì đấy khu cách ly tập trung ở tại khách sạn này. Đấy phải nói đang là một cái nét đẹp đáng được trân trọng và ghi nhận. Phải nói đó là một cái vừa là tình thương yêu nhưng vừa là trách nhiệm chung đối với địa phương, đối với như vậy là huyện nha. Hành động đẹp của anh Phúc đang góp phần rất lớn cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Được biết thêm, tại địa phương, anh Phúc luôn là người đi đầu trong các chương trình từ thiện như Trái tim cho em, Tết vì người nghèo hay chung tay xây dựng nông thôn mới.